trời thôi mà được không. Đông quá các bạn ơi. Và đây là thị trấn Luông Pha Băng, di sản văn hóa thế giới 1995 các bạn. Đây là con đường chính có tên là Si Sa Phan Vong. Rất giống Hội An các bạn đúng không? Đẹp lắm và rất yên bình. Chợ đêm cố đô Luông Pha Băng các bạn nha. Lồng đèn rất đẹp nè, một chiếc thế này có giá 30.000 kiếp nha, làm từ giấy và thanh tre. Đồng lắm các bạn. Hoa lá, cạnh những con voi, các vị sư, đông khách lắm luôn á. Rất rất nhiều những mặt hàng thủ công mỹ nghệ nữa. Bị ngắm thôi cũng đã mắt đó các bạn. Đây có thể nói là chợ đêm lớn nhất, đẹp nhất của Lào. Đó, chợ đồng. Đây, bạn nào thích những cái lồng đèn ghé qua đây nha. Đây là khu vực ăn uống của chợ đêm cố đô Luông Pha Băng các bạn. Hồng ngon, cũng khiếp luôn. Ở đây con món mình thích các bạn, đó là nấm đông cô nướng. Đợi nha, đợi nha, đợi nha. Sắp tới nơi. Ồ, này có nấm, con mực, có thịt gà, heo. Nấm đông cô mình đâu rồi? Bên kia kìa, bên kia kìa. Mua cây nấm đông cô ăn đi. Hai cây nướng hả? Ờ, nướng 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 đó, nấm đông cô kìa. Ồ, nó to đùng luôn. Đây là bên trong phòng khách sạn Villa Mirror cố đô Luông Pha Băng các bạn. Phòng đẹp nha, tivi, tủ lạnh, két sắt đầy đủ hết, có giá 1.000.000 đồng bao gồm ăn sáng trong một biệt thự các bạn. Khách sạn thực tế là một biệt thự đó. Đẹp ha, sang trọng. Món xúc xích Luông Pha Băng các bạn, nhìn ngon ha, ăn với cơm nếp nha. Tiếp theo các bạn, đây chỉ là món canh cá nha, chua cay với lại nấm bút lên chút xíu mình. Có đậu ôm chổng, có xả, rồi có ghiền. Đó các bạn thấy cá không? Cô này lớn lắm các bạn. Có đậu ngon, có đậu. Ồ, quá trời, nó nấm, cá cũng nhiều quá. Ốp. Ồ, nhìn đã không? Chúng ta chuẩn bị ăn nha, để xem. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày 10 tháng 3 2023. Đây trạm tàu cao tốc cố đô Luông Pha Băng. Bây giờ từ đây chúng ta sẽ đi về trung tâm của Luông Pha Băng nhé. Để mình ra ngoài xem có túc túc hoặc có dịch vụ gì khác hay không. Đông quá trời đông. Rồi, chúng ta hướng về nhà ga tàu cao tốc cố đô Luông Pha Băng. Hả? Hình như là có hai loại tàu. Loại tàu mình đang đi là toàn bộ là cái gọi là cái đê cứng hết á. Ừ. Cái tàu xa, sớm hơn tiếng á. Là VIP á. Ừ. Tàu này em thấy nãy giờ ghế cứng không toàn bộ luôn rồi. Ừ. Mà dù sao tốc độ chạy rất là nhanh. Đúng rồi. Trên 150 cây số giờ rồi. Các bạn biết tại sao mà trên cái tàu cao tốc này có chỗ lấy nước nóng rất nhiều không? Lý do là bởi vì người Trung Quốc họ du lịch đó, họ thường mang theo một cái chai các bạn. Họ uống trà rất rất nhiều nha. Lượng khách quá trời luôn. Thực sự nếu mà Lào mà đầu tư được cái tuyến cao tốc luôn, từ Viên Chăn đến Bắc Xế, nói dài Nam Bắc của Lào thì tuyệt vời.
dù rằng ban đầu có thể sẽ phải mượn tiền mà sau đó thì lượng khách du lịch sẽ đổ về Lào sẽ nhiều hơn, phát triển cơ sở hạ tầng trước. Cái mình thích ở đây chính là cái dịch vụ của họ, nhân viên lịch sự chứ không phải cái mặt nặng nề. 10 giờ 45 phút sáng các bạn. Trong video trước mình quên nói một vấn đề các bạn, đó là cho hành lý nha. Hành lý thì các bạn nó không có tính cái trọng lượng, các bạn muốn mang bao nhiêu thì mang. Tuy nhiên là cái chỗ để hành lý á, là nó có giới hạn á. Có nghĩa trên tàu cao tốc á, các bạn lên trước thì các bạn sẽ có được cái chỗ để hành lý tốt hơn, do cái số lượng người đi rất nhiều các bạn. Nãy hành lý của mình là phải đặt dưới chân á. Rồi xuất khỏi, không biết có phải làm thủ tục gì không. Các bạn chưa có xem video mà mình đi từ Vang Viên đến Cố Đô Luang Pha Băng bằng cái tàu cao tốc này, các bạn xem lại nhé. Bây giờ là mình về trung tâm của thị trấn Luang Pha Băng. Wow. Trời ơi cái cảnh xếp hàng. Gì đây? Trung khẩu. Nó đông đến độ vậy đó. Xót vé là hả? Đi ra phải xót lại lần nữa hả? Rồi, đang giữ vé đây nè. Đã lên được tàu, xuống tàu để xót vé gì nữa trời. Có xót vé không đây? Chắc không có xót vé đâu. Chính xác là có soát vé ra các bạn nha. Rồi chúng ta đã thoát ra khỏi ga tàu cao tốc rồi đó. Ủa đang ở trên tầng cao hả? Có thang máy đi xuống hả? Wow, bên đây xe quá trời hả? Đồng mới là đồng. Rồi chúng ta tìm đường về khách sạn ngay trung tâm thị trấn của Luang Pha Băng nha. Có xe sẵn luôn. Là khách đoàn. Xe nào để đi. Đó, có thang máy đi xuống mà thấy không hoạt động. Xuống đây các bạn, ở đây có bán vé nè. Đi về thị trấn nha. Người lớn là 35.000 kiếp, con nít từ 1 tới 5 tuổi là 15.000 kiếp. Một cái package cho giá từ 1 tới 4 người có một chiếc xe là 250.000 kiếp. Bây giờ chúng ta sẽ lấy vé 35.000 kiếp đi. Rồi, vé hai người. Không biết có nơi cho mình về tới khách sạn không nữa. Khách sạn của mình ngay trung tâm thị trấn các bạn. Khách sạn Villa Mira Heritage. Mình đặt được với giá khoảng độ hơn 1 triệu đồng một đêm. Ở Luang Pha Băng giá khách sạn nó sẽ mắc hơn nha, cho những loại khách sạn nó tốt tốt xíu. Rồi, hóa ra nguyên cái bãi xe luôn. Kiếm được thêm miếng tiền này nữa. Từ đây về trung tâm thị trấn là khoảng độ 13 cây số các bạn nha. Khách sạn mình ở đó luôn, 13 cây số. Bây giờ sẽ nói với tài xế là cho mình đi về tới khách sạn. Đi xe nào ở đây nữa. Ok. Như vậy cái xe mình đi sẽ là xe này các bạn. 02055770042. Ghế ngồi được không? Hết chỗ à? Hết chỗ đi qua xe khác. Ồ. Okay. No more.
Rồi leo lên xe các bạn. Cảm giác máy lạnh tốt. Nó đang thổi phù phù. Mừng quá. Rồi. 11 giờ rưỡi các bạn ha, xe đã chở mình đến trung tâm của thị trấn Luang Prabang. Viêng Chăn là thủ đô của Lào, Luang Prabang là trái tim tinh thần của Lào các bạn. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ đi về khách sạn của mình đã. Sau đó mình sẽ nói sau nha. Villa Mira. Giá khoảng độ trên 1 triệu các bạn. Cho lại phòng thường nha, bao gồm ăn sáng. Luang Prabang là kinh đô của Lào từ năm 1353 các bạn. Tới năm 1707, tức là 354 năm lịch sử. Oh, resort bên kia rồi kìa. Để dễ dàng nhất các bạn là các bạn hãy nói tài xế cho mình xuống ngay tại Wat Sien Thong. Đó là ngôi chùa nổi tiếng nhất của thị trấn nha. Luang Prabang rất nhẹ nhàng. Toàn bộ là biệt thự không à. Rồi, ok, đã tới nơi. Villa Mira. Hả? Từ đang quay, đang quay. Bút rồi, từ từ Agoda. Đã quay rồi, để mình quay cái đã. Toàn bộ bằng gỗ các bạn ha. Để coi coi có được cởi giày ra không. Phải cởi giày ra bằng dép rồi. Nói tiếng Anh rất khá các bạn. Được vô trong diện phòng. Để xem. Ủa cho còn dưới đây luôn hả? Dập. Yep. Hi. Để mở đèn lên đã. Dạ. Phòng hơn triệu mà. Không bữa sao được. Việt Nam. Ok, good one. Thanks a lot. No upstairs. Only on the route. Có lầu nữa. Ok. Ok, ok. Đây là có cái tủ lạnh, có cái safe. Thank you. We sold to everybody. The room is good. Yeah. Okay, đây có cái TV nha. Okay. Actually, I want to go upstairs, but yeah. Lên lầu nó sẽ cái view nó sẽ thoáng hơn chứ. Okay. Đây, phòng tắm lớn. Ăn sáng lúc 7 giờ. Từ 7 giờ tới 10 giờ sáng. Rồi. Ở trên lầu có vẻ nó sẽ đã hơn. Đúng không? Mình còn sắp xếp dưới đây rồi. Phòng lớn ngay đây luôn. Thì kích cỡ phòng nó sẽ như vậy mà. Rồi, cuối cùng cổ cho mình đổi phòng lên tầng trên các bạn. Ở trên cái phòng nó sẽ lớn hơn nữa. Thực tế là cái phòng dành cho 3 người á. Nhưng mà cổ cho miễn phí luôn. Rất là thân thiện nha, nói chung là phòng trống thì cho. Bên trên nó sẽ yên bình hơn. Nó sẽ sáng hơn, thực tế là mình thích ánh sáng các bạn. Ở bên dưới thì nó lại hơi tối. Như lại người đi ra đi vô á. Đây luôn Phong Văn là như vậy á. Đại đa số toàn là bộ biệt thự không à. Nhẹ nhàng, bình yên. Đây chính là cái phòng. Cửa này hơi khó qua. Để sao coi. Mình bước qua siêu bạn. Đây mình đã bước vô nha. Đó, cái phòng nó sẽ có một cái giường lớn, một cái giường nhỏ. Thoáng hơn rất là nhiều các bạn. Máy lạnh hoạt động rất tốt nha.
Bước vô cái là thấy nó lạnh rồi. Bên trên cũng có cái quạt như thế này. Cơ bản là cái nội thất bên trên cũng vậy thôi. Nó có một cái điểm mà mình muốn lưu ý các bạn là phòng bên dưới á, thì nó sẽ không có một cái mùi, mà cái mùi là từ cái nhà vệ sinh ra, nó hơi nhẹ chút xíu. Thì mình nghĩ là mở phòng ra chút xíu nó sẽ ok. Ở bên đây là cái phòng tắm để một bên, còn cái phòng vệ sinh thì để một bên các bạn nha. Đây, tất cả đều có cái cánh cửa đóng lại. Diện tích phòng có vẻ nó lớn hơn chút xíu đúng không ta? Nó cũng xem mà. Nhưng mà trên lầu á, hai lô điện nghe nằm nè. Nó cũng sướng hơn nữa. Để mình có thể làm việc các bạn. Ở đó thì hai lô điện nằm ở ngoài. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi nha. Thuê xe máy thì cổ nói là 100.000 kiếp một ngày. Thì mình có xe máy xong mình sẽ đi ăn trưa. Ăn trưa xong mình sẽ đi về thác Tat Khoang Si, một cái thác nổi tiếng của Lào. Rồi, mình đã thuê được chiếc xe các bạn nha, 100.000 kiếp đưa tại khách sạn, họ không cần giữ hộ chiếu mà chỉ lấy thông tin của hộ chiếu thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi khoảng độ hơn 800m đến một cái nhà hàng có tên là Khmu Luang Prabang để ăn cơm trưa. Cái nhà hàng này do chủ của resort này chỉ dẫn. Ok. Giới thiệu. Ok. Luang Prabang. Xem xong một đoạn video ngắn dài khoảng độ 2 phút rưỡi, trong đó thì mình đã quay một trong những con đường chính của thị trấn Luang Prabang, đó chính là con đường Si Sa Bang Vong. Các bạn thấy sao, đẹp không, yên bình không, giống Hội An các bạn ha. Di sản văn hóa thế giới được công nhận vào năm 1995. Luang Prabang với mình rất đẹp các bạn, và đi rồi trở về mang theo một nỗi nhớ, một nhịp sống gọi là bình lặng, tĩnh tại, xa vắng. Thị trấn Luang Prabang này nằm kẹp bởi hai dòng sông các bạn, một là Mekong, hai là Nậm Khang, và xa xa là những ngọn núi đồi và rất nhiều những ngôi nhà cổ và rất rất nhiều những chùa cổ nữa. Và một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất như mình đã nói chính là Wat Sien Thong, đó chính là báu vật của Lào về mặt kiến trúc nha. Thì về Wat Sien Thong thì mình sẽ đi tham quan sau này.
Ở Luang Prabang này mình nói là đi rồi mang về một nỗi nhớ, đó là nỗi nhớ của những bước chân trần khất thực của những tăng đoàn đi khất thực vào buổi sáng, gọi là hình ảnh của Đức Phật khoảng độ 2.500 năm về trước. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem thấy hình ảnh Đức Phật vào khoảng độ 5-6 giờ sáng các bạn. Rất là ấn tượng luôn. Ở Đông Nam Á phải nói là Lào về mặt hình ảnh đó rất đẹp. Một lần nữa là cố đô Luang Prabang này là kinh đô của đất nước Triệu Voi, thực ra phải nói là đất nước vạn tượng Lan Sạc. Từ năm 1353 khi mà vua Phạ Ngầm lên ngôi lập ra vương quốc và tồn tại tới năm 1707, sau đó là tan rã ha. Tuy nhiên cũng như mình đã nói là Luang Prabang chỉ là trái tim tinh thần của Lào đó. Bây giờ chúng ta đã đến được với cái quán ăn có tên là Mục, xin lỗi, Khơ Mu. Đây chính là cái nhà hàng Khơ Mu, hay là quán ăn Khơ Mu. Có số điện thoại 030 9253 000. Rất nhiều cây xanh mát các bạn. Ở đây mình đã gọi một cái phần xúc xích heo, một cái món canh cá chua cay và một cái phần sườn. Thì trong đó cái phần xúc xích heo chính là xúc xích Luang Prabang các bạn nha, và phần canh cá cũng là món đặc trưng của Luang Prabang luôn. Cái này là cái lá này là lá thiệt đó, cái lá giả đó ta. Cây thiệt các bạn. Cũng có thơm mùi massage. Ủa cái thực đơn rồi. Đây là phần thực đơn của Khơ Mu các bạn, là cái trang đầu tiên mình. Ở đây sẽ có ăn sáng, trưa, chiều, tối hết đó, từ thức uống tới bia rồi qua luôn mình. Cái món mình sẽ gọi chính là món tôm sôm pa, có nghĩa là món canh cá với lại lá chanh, sẽ có vị chua cay nhẹ nha. Ở đây họ sẽ bán thêm là canh súp của nấm nè, rồi tôm dăm, tôm kha nè. Đó, bình thường là có khoảng độ giá khoảng độ 69.000 tới 79.000 kiếp các bạn. Món thứ hai chuyển qua. Đây chính là món xúc xích Luang Prabang. Họ có thêm cái món lạp nữa các bạn. Các bạn thấy không? Lạp, lạp heo nè. Họ có cái món rong biển của Luang Prabang nè, 65.000 kiếp, nên gọi thêm món này đi mình. Bây giờ mới để ý nha. Tiếp tục đi. Cái món cuối cùng sẽ là món sườn. Ok, từ sẵn quay luôn cái này luôn. Có món o lam nữa nè. Nhà o lam đây không phải là o lam bò mà o lam heo. Tam mặt nung là cái món gỏi đu đủ. Ok, that's it. We get that one. One more. Rồi. Ở đây sẽ có thêm một số cái món của Luang Prabang nữa, chẳng hạn như là món cà ri nè. Rồi món gà với lá chanh. Món gì đây? Thiên cai camu, chắc là món gà nướng rồi. Tiếp tục. Pizza. Bỏ qua ha. Bỏ qua, pizza là bỏ qua, sandwich bỏ qua. Có hamburger cũng bỏ qua luôn. Spaghetti bỏ qua luôn. Burger bỏ qua. Đây là món cuối cùng các bạn, món sườn nha, có giá 65.000 kiếp. Món đầu tiên đã đến các bạn, món đầu tiên chính là món xúc xích Luang Prabang ăn với cơm nếp. Ở đây mình. Món thứ hai chính là cái món gà chiên với lá chanh của sườn chiên lộn. Sườn heo chiên. Nhìn cái tưởng gà. Gọi rồi không nhớ nữa, có cục sốt này nè. Ok. Ăn coi như thế nào, đây là xúc xích heo đúng không? Luang Prabang. Còn cái mùi khá dịu, thơm nha, thơm. Yeah. Ăn thử coi, ăn thử coi, ăn vô coi. Rồi, khách Trung Quốc vô nhiều dữ vậy. Ngon không? Đầu tiên nó sẽ nằm ở cái đầu lưỡi mình. Cái vị đầu tiên mình thấy luôn là mặn á. Rồi, ok. Đó là cái vòng nhân giống như là có tiêu. Rồi. Nó thơm hết cái khoang miệng. Nhưng rồi. Mà cái vị mặn vẫn còn nha. Dạ. Yeah. Nó phải là mặn chát, mà là cái này là đậm đà cái vị của miệng á. Ok. Nó rất là thơm. Dạ. Yeah. Vậy là cuối cùng ngon không? Nhưng mà vâng. ai ăn nhạt là chịu không được cái vị đậm nha. Ok. Nó không phải là mà không bị mỡ dầu. Đúng rồi. Ok, bây giờ tới mình. Nó vẫn là ngon nè. Rồi, để tới mình thôi. Ủa, nó còn đập đi thứ sốt nữa hả? Cái tương gì đây? Để mình ăn thử coi. Phần xúc xích heo này thực sự rất là ngon các bạn, rất thơm. Đúng như mình diễn tả, sẽ có cái mùi thơm của tiêu, rồi của củ hành, có thịt heo.
ở đây nó sẽ nghiêng về cái vị đậm các bạn. Nó sẽ là mặn á. Thì mình ăn vô là thấy mặn đầu lưỡi mình trước. Đúng rồi. Ăn một hồi vẫn có một cảm giác nó mặn mặn, nhưng mà cái mặn này là mặn ngon các bạn nha. Bạn nào thích ăn mặn mặn ghé qua đây. Thực sự là cái xúc xích này là nên ăn đó các bạn, nên thử nha, xúc xích luôn Pha Băng. Rất thơm lắm. Rồi, rất là thơm. Lạ ghê á. Đây là một trong những cái món mà nói mình thấy là lạ và ngon ở Lào á, nên ghé ăn thử. Cái phần da mình vẫn thấy thơm nè, thử. Đúng rồi. Họ mang đây vẫn còn nóng luôn á. Dạ. Yeah. Mình cứ cầm lên mình thử trên cái phần sốt này chưa ăn. Ăn thử chưa? Chưa dám đụng tới, sợ cay. Sợ cay rồi, ok để mình thử luôn cho. Để lại cái phần sườn, ăn sườn đi. Đâu giờ nó vô qua kìa, khách luôn kìa. Và đây miếng sườn các bạn, miếng sườn rất ngon nha. Vị bên ngoài nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt, dạng hơi đậm đà đó. Ở bên trong nó mềm, thịt đỏ. Cái phần sốt ở đây sẽ là ngọt ngọt, cay cay, hơi cay đối với mình đó. Cay nhẹ thôi à? Ừ. Không, em không nói cay mà nó hiên hơn về cái dụng sạch với mình sạch tế á nhỉ. Đúng rồi, cái phần sốt này cũng ngon luôn các bạn. Cơ bản là nãy giờ hai món đều ngon hết. Bây giờ đông quá chị khách luôn nè. Cũng may nên ghi nãy giờ chứ ngồi mấy ông chúng vô xí xô xí xào. Ở đây họ có ghi chữ là không mua massage, nhưng mình hỏi thì không có massage các bạn nhé. Buồn cười không? Hóa ra không phải là khách Trung Quốc không, mà khách Hàn Quốc. Nghe anh Yong Asio. Đó, anh Yong Asio quá trời luôn. Đây chính là món canh cá chua cay của Luông Pha Băng các bạn. Múc phần cá lên mình. Đó, nhìn đã không các bạn. Ở cái phần xúc xích nãy ăn nó trời, ăn sung điện thiệt luôn á nha. Ăn muốn mua về luôn á. Muốn mua về luôn á. Đã quá. Không biết ở Sài Gòn có bán không ha. Phần canh các bạn, thực sự là phần canh này rất ngon nha. Chua, ngọt, đậm đà đó. Nó sẽ thiên về phần chua nhiều hơn, cay. Cái mức độ vừa phải, cá rất ngon. Nó dạng như dai ngọt thịt các bạn. Bên trong cái phần nấm rất là tươi, cả phần đậu cũng ngon luôn nữa. Nhưng cái vị này chắc là sẽ hơi chua với lại hơi cay với mình đúng không? Em cũng thấy cũng vừa. Vừa hả? Kiểu như em vẫn còn ăn được. Ok, còn đối với mình mà thấy ngon đó các bạn. Nó là đậm đà đó. Nó mà chua hơn xíu mới là khó ăn. Cái điều này là ừ. Ok. Rồi ba món nào mà nãy giờ cũng thích hết đó. Hay quá, cái chị chủ của resort chỉ cho cái quán này. Đúng là chua cay vừa đủ. Điều này có nghĩa là người dở ăn cay vẫn ăn được. Không dám đâu, người không ăn cay không ăn được đâu, nó hơi cay. Cay dở giống em nè. Ồ, đã quá chưa, món này món mới. Mấy người tới Hàn Quốc ăn. Ok. Rồi, mình ăn gần hết các bạn ơi, không còn món gì hết á. Đợi cái rong biển mà nãy giờ chưa đưa ra. Còn món này ăn sạch cá nè, tuy nhiên ăn càng lâu á thì nó sẽ càng chua. Còn là chua đậm đà, tới phần dưới là tê tái á. Món cuối cùng cũng đã đến các bạn nha. Đây chính là món rong biển lộn, rong sông Mekong. Ăn đi mình, thế nào mình? Một chiếc lá rơi cũng làm lòng em cái dạng. Lá mới vừa rơi. Sao rồi? Nó lạc lạc. Lạc lạc hả? Không không, bị mè nè. Ừ, chắc chắn là mè quá trời rồi. Vậy thôi hả? Để mình thử coi. Khá là thú vị á. Khá thú vị hả? Giòn. Mè ăn hết rồi mà ăn theo á. Ít thật à, không ăn hết rồi. Tao có một sốt nữa nè. Nãy giờ ăn quá trời. Ok, ghê. Để mình thử coi. Xong. Mekong có rong. Phần rong thơm vị đậm các bạn. Tuy nhiên là nó hơi mỡ xíu từ hơi dầu chứ, từ phần mè ra. Ăn một miếng là cảm thấy nó ngán rồi. Nói chung là để thử thôi, chứ còn giờ món gọi là ăn cho vui thì mình nghĩ là mình không ăn món này. Còn có thể sẽ một cách chế biến khác nữa từ cái phần rong của thằng sông Mekong. Có thể là mình đi kiếm ở ngoài dĩa hè coi cái vị nó khác không? Dạ. Yeah. Để xem nha các bạn nha. Nói chung là trong bốn món thì món này mình không có khuyến khích ăn ở đây. Ừ, không khuyến khích ăn ở đây. Họ vẫn có cho xôi. Dạ, yeah, thôi không ăn nữa đâu, no quá. Tổng số tiền ở đây là 309.000 kiếp, tức là tương đương với khoảng độ gần 460.000 đồng Việt Nam các bạn. Trong đó cái phần canh cá rất lớn nha. Ăn quá trời ăn. Rồi ok, trả tiền thôi đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi về những cái thác đẹp gần với thị trấn Luông Pha Băng. Chưa xong các bạn ha, chúng ta chạy ra khỏi thị trấn thì chạy rất là xa mới có cây xăng các bạn nha. Và đây một cái loài hoa rất là đẹp và lạ các bạn. Trời ơi, nở quá trời nở không. Cái màu nó là tím tím hồng hồng trắng trắng.
nguyên cây luôn các bạn. Các bạn lưu ý là cây xăng ở ngoài thị trấn khá là xa nha. Đẹp lắm luôn á. Đây mình quay cận cảnh hơn các bạn thấy nè. Đó. Tiếp tục chạy tới đây các bạn ha, trên đường tới thác Khoan Si. Bây giờ các bạn xem nè, trời ơi nó đẹp lắm luôn á. Cây bông giấy các bạn, màu trắng tím nha, cả một bầu trời luôn. Cái này rơi vào tháng 12 mà bầu trời trong xanh sẽ cực kỳ đẹp, lúc đó trời sẽ mát nữa. Mà thực tế hôm nay thì bầu trời không hề mát chút xíu nào, bữa nay nóng. Ôi đẹp quá à. Cả nguyên cái cây luôn các bạn, cây lớn á. Đây các bạn thấy cái góc nó nè, góc khủng bố luôn, cái lớp da lá như vậy. Nhà ai muốn trồng trồng cây như thế này. Đẹp quá. Rồi chúng ta tiếp tục đi nha. Chúng ta đã tới nơi các bạn ha. Đây chính là khu vực bãi giữ xe của thác Tát Khoan Si. Như vậy là chúng ta đi khoảng độ 30 cây số các bạn. Bây giờ phải giữ xe ở đây, sau đó đi bộ vô, xong rồi phải sử dụng dịch vụ shuttle bus của họ hay sao đó, chứ không có cho chạy xe vô nữa. Đi hướng này thôi. Xe hơi rất nhiều các bạn. Phía trước mặt khả năng bên góc tay phải là chỗ bán vé các bạn, có quán cà phê, có nhà hàng đầy đủ nha, đủ dịch vụ luôn, xe quá trời xe. The Wealthy Cafe. Đây qua tới đây các bạn sẽ thấy là bán trái cây cũng rất nhiều nha, bán chuối, bán xoài, rồi bán cái trái này hơi giống trái cà, rồi trái nhót thì gì đó. Rồi tiếp tục đi mua vé. Quá trời đồ ăn. Bán đồ nướng. Rồi thôi đi. Mở nhạc làm chi. Nghe trong mở nhạc là chạy à. Rồi lướt qua nè. Rồi, ghé qua đây, mua vé. 15.000 kiếp hả? Nước ngoài 25.000 kiếp, người Lào 15.000 kiếp. Ủa cái electric là nó free mà. Miễn phí nè. Rồi, miễn phí đi hướng này các bạn ơi. Chị cũng hay, đâu. Kệ nó kìa, miễn phí kìa. Rồi qua. Đây thật sự là miễn phí. Cái là giá cũng mềm chứ. Ôi, xe điện mới vừa tới các bạn, mới vừa đi, mấy bà Trung Quốc nhảy lên, những lặng cướp vậy, chưa kịp xuống nhảy lên là mum. Đây là một kinh nghiệm các bạn nha, có nghĩa là cái shuttle bus này sẽ không có nhiều mà cái số lượng người đợi sẽ rất nhiều, các bạn thấy nè, ngay điểm đến. Không phải là không nhiều mà họ phải đợi ra vô. Đúng rồi, có khách họ mới vô, giờ đó phải đợi đó. Cổ ngồi sẽ phải cuốc bộ. Đây bán quần áo không? Rồi, rồi coi. Ok, thôi đi thôi. Thì hướng nào đây? Chắc hướng này rồi đó. Rồi.
I think the same souvenir. A souvenir. Ê, cái áo này đẹp à Minh. Mấy đứa bé dễ thương nè. Ờ, cho mấy đứa bé ở nhà đó. Dễ thương không? Đồ, cái áo dễ thương nè. Áo này con voi dễ thương nè. Bánh mì giờ lớn lắm rồi. Giờ lớn hơn con này rồi. Con quỷ sang kia nữa cũng già rồi, ta khỏi đi. Con sang là nhà bà chúa già, mặt già như gì. Ok. Rồi đi. Vô kia nhiều khi nó kiểm tra vé nữa. Mở nhạc hoài nha, không thích nha. Đừng mở nhạc, đừng mở nhạc. Đi đâu mày cũng sợ nhất là nhạc các bạn. Ở đây có bán bánh khọt với lại gà nướng nữa. Rồi cá nướng cũng nhiều. Quá trời khách luôn. Rồi thôi. Rồi công viên Park Quang Si. Nhưng ngoài trời mưa. Không ngờ nó đông nó độ như vậy trời. Đông quá là đông. Có hai hướng đi. Chắc vậy. Walking trail. Cái này là đi rất hát chính. Ừ. Cái này là walking trail không biết không. Giờ đi hướng nào cũng được. You are here. Thôi đi lên hát chính đi. Quốc bộ lên cao đi. Hướng đi lên bên đây nè. Ok. Chứ không phải là đi xuống đi lên nữa đó. Dù sao thì đường cũng có cây cối nó sẽ mát. Nhìn xuống dưới các bạn ha. Cây xanh mướt luôn. Tiếng của côn trùng như tiếng ve. Cây lớn. Cái cây này lớn lắm luôn. Các bạn nghe tiếng thác chảy nha. Ngay phía sau lưng mình có chỗ thay đồ, thay quần áo. Không biết bà con có tắm ở đây không? Từ đây đi lên thác chính chắc vẫn còn xa. Ở đây là mình nhớ về Kanchanaburi các bạn, thác 7 tầng á của Thái Lan các bạn nhớ không? Mình có đi á, rất là đẹp luôn á. Wow, từ bờ xa các bạn thấy nước trong xanh lắm luôn á. Chỗ này đông quá vậy. Toàn bà con Trung Quốc. Yeah. Giống Kanchanaburi rồi. Yeah. Ở đây có cái cầu thang bộ đi xuống. Đảo quá vậy, có cá dữ luôn các bạn. Đảo quá vậy. Rồi, để ông nhảy đi. Đảo quá ha. Đó. Ủa, tôi không nhảy chứ. Ồ, trời đã. Ồ. Tính ra nước không sâu à. Thôi, chúng ta tiếp tục đi. Tôi muốn bơi thì một lát quay lại. Thank you.
được chồng lắm luôn á. Chúng ta bước lên cao chút xíu các bạn. Quá là cũng thấp thôi. Cái đó đi bộ được hay sao á. Rồi đi tiếp. Đã ơi là đã luôn. Này các bạn thấy nè, có rất nhiều bụi tre trúc ha. Cá nhỏ rất nhiều các bạn, lội phía dưới. Về Kanchanaburi và thác 7 tầng thì mình đã từng ghi hình ở quá trời đây ha. Thái Lan thì mình đã dành ra gần 2 tháng để đi quay video các bạn. Các bạn cần để xem lại nha. Rất vui. Đẹp. Ăn ngon. Dịch vụ massage cực kỳ tốt. Giá rẻ nữa. Ừ thấy rồi, quá trời luôn. Ở đây nè. Thiệt. Bay luôn. Ôi ôi, đó lên trên cao các bạn ha. Tiếp tục. Để xem ở đây coi có tắm không. Đội khách Trung Quốc đông quá. Ủa Việt Nam hả? Vậy đã vậy. Quá trời. Đây là mấy cô mấy chú Trung Quốc kìa. Rồi tiếp tục đi lên. Tiếp tục bước lên tới đây các bạn nha. Ở đây là tầng nè. Ở đây như không cho tắm. Rồi đẹp quá. Chỗ này tắm mới đã nè. Mà không cho tắm. Ôi trời ơi. Lại gần hơn các bạn ngay khúc này. Kỹ thác chạy đạo quá. Ai muốn tắm thì cứ nhảy xuống thôi. Ở đây góc tay trái của quán cà phê các bạn nha.
Rồi, chúng ta chuẩn bị tới thác chính. Trời đẹp. Swim. Màu xanh của Rio đẹp quá. Tục qua hướng này các bạn. Trong xanh quá trời. Sorry. Oh yeah. Wow, trời đẹp. Thật quang xì. Cá rất nhiều luôn. Đây các bạn nhìn là trong lắm các bạn. Lạ quá. Rồi chúng ta bước lên hướng này. Ở thác Kanchanaburi á, thác 7 tầng á thì đi xe mệt hơn. Ở đây thì đi dễ dàng hơn. Wow, trời cái màu xanh của nó đẹp ơi là đẹp. Từ thác Tắc Quang Si ha, chúng ta trở lại chỗ gửi xe và đi ngoặt ra 200m các bạn, đi tới đây chính là thác Tắc Keo. Chỗ này ít người hơn nè. Ồ, còn nít quá trời, nít Lào ở đây chơi. Nghèo ở đây. Tách keo. Các bạn lưu ý nha. Tôi hỏi người dân địa phương tách keo là họ chỉ. Ở đây có bán đồ nữa. Đây cái áo dễ thương nữa các bạn. Luôn có băng. Cái thác này nhỏ hơn nhưng mà có thể tiếp cận nó gần hơn. Tắt keo. Thôi mình đi ra tới quán cà phê ngoài kia.
hiện tại là khoảng độ 7 giờ tối các bạn. Mình đang có mặt ở chợ đêm Luang Prabang ha. Đây trên con đường Sisa Vang Vong các bạn sẽ thấy là cực kỳ đông luôn. Bán rất rất nhiều những mặt hàng thủ công. Đây lồng đèn các bạn, nhìn đẹp không? Bằng giấy đó. Ồ đẹp quá. Tiếp một cái là từ đây mình sẽ bay về Bangkok rồi lại đi tiếp nữa, cho nên không có dám mua, không dám mang theo gì hết. Cái đèn này đẹp nè các bạn. Đẹp quá ha. Ồ, cái này là dạng hoa giấy các bạn nha. Đó. Giấy và những cái giỏ nữa nè. Sao bay đi? Ừ, vì massage. Thấy rồi. Massage spa. Cái nhóm người Việt hồi nãy mình gặp bên cái thác á cũng đang massage luôn á. Ok, kệ họ đi. Cái này là bán những cái bức tranh có hình ảnh của các vị sư rồi những cái xà bông các bạn, hơi giống kiểu Thái nè. Ở đây đẹp chính là những cái lồng đèn. Nó khác với Hội An các bạn nha. Đẹp quá. Rồi tiếp tục đi, mình sẽ ghi hình một số cái mặt hàng của họ. Ở đây là vàng bạc kim cương đá quý rất nhiều. Đồ thật đồ giá tùm lum. Có cái tượng Phật đẹp quá. Không biết phải của Lào không? Rồi qua đây coi cái này bán cái gì đây. À đồ để điện thoại các bạn. Có cái điện thoại kìa. Không sợ bị mất chơi luôn. Đồ để lấy điện thoại. Rồi kế bên là những cái bóp tiền nhỏ, sorry. Cái nào có chữ Lào chắc là Lào làm. Đây ra đây một số. Cái này là để mang nước nè. Ok. Bạn Tây này đứng chụp hình lâu quá. Không phải để điện thoại không đâu, nó phát âm thanh lớn hơn á. Gì hả? Nè, nó có thể nó lỗ kìa. Ok. Rồi bàn tay đứng ngoài, đi qua đây. Ở trời, từ lúc mà đi ra các bạn đi vô. Một số bà hàng thủ công nó nhìn đẹp chứ. Handmade. Làm bàn tay của bạn, đó. Cái chợ đêm này á, nhìn đẹp hơn nhiều so với cái chợ đêm ở Viên Chăn với lại Văn Viên nha. Chợ đêm ở cố đô Luang Prabang này thực ra mình biết là nó lâu lắm rồi. Văn Viên thì mới đây thôi. Ít ra phải như vậy. Có nhiều cái đi coi, có mấy cái nón cũng đẹp lắm kìa. Ha. Cái nón này nè. Bị dán nhiều thôi. Từ cái màu xanh tới cái màu đỏ. Cầm lên cái nón hỏi một cái thôi. À biết. Nón viên. How này ạ? Hộp xịp thanh 65.000. Hộp xịp thanh 60.000. 60.000. 60.000 kiếp là khoảng độ 90.000 đồng. 90.000 đồng Việt Nam á. Mua được á. Rồi đi trước đi. Thiếu gì cho mua. Ok. Giá thì lộn á. Ok, ừ. Cặp trai. Từ từ xoay lại. Cặp trai lai lai. Ở đây có Starbucks không? Nè, có cái túi Starbucks kìa. Chanel. Trời đủ luôn không? Starbucks. Cầm cái chất liệu của mình, nó chất liệu gì vậy? Giống như đầy bố quá. Đúng rồi, ông cũng ngược. Cũng được à. Này cho mấy bạn nữ định. Dạ, yeah, ok. Nam cũng được, nam dạy cũng được. Đúng đồ lũng đồ á. Chỉ cần đi một số quầy là sẽ hiểu được là họ sẽ bán cái gì khu này giống giống nhau thôi nha. Rồi. Khu này khách Hàn Quốc rồi khách Trung Quốc quá trời. Ở đằng kia là bán sinh tố. Ra không có chỗ để nhìn gì vậy? Độ nhảy tưng tưng rồi đó. Rồi. Có thằng áo đỏ đăng ca đó. Rồi nó ca rồi kìa. Thôi nó đứng ca đi. Hú hồn nhà nó khoái nó ca. Ồ lồng đèn đẹp ha. Bởi vì mới nói là mấy cái lồng đèn nó có nó đẹp. Mua sao mang đi.
không có mang đi về nhà được. Beautiful, I really like it, but how could I buy it? How can I buy it? Học trai lai lai. Oh, okay. 75 hả? Oh, 75,000 à? 30,000. Đây là 30,000 kiếp. 30,000 kiếp được nè. 45,000 Việt Nam, trả xuống còn 10,000. Nó giỡn. Ok, đẹp quá. Gấp gọn lại lắm nha. Gấp gọn mà, đương nhiên phải gấp gọn mà. Nó bằng giấy, bằng giấy. Ở bên ngoài là nan tre. Thì mang đi được. Nhưng mà vấn đề là mình chưa có về. Còn bay đi Thái Lan nữa, không sao. Không, okay. Tre chưa? Bamboo mà. Nó bamboo với paper. So paper and bamboo, right? So how long can we can use it? Long time. Really? In natural condition. Không đẹp thiệt các bạn. Đó, thích thì mua cái này. Này chắc không để ngoài nước được đâu. Không, này nước mà giấy kia mà. Okay, we're thinking we still stay here, so yeah, we maybe come back. Cặp trai lai lai. Rồi, tiếp tục đi các bạn. Qua đây là một số tranh ảnh nữa. Đây là, rồi đó, Thạc Luống, Khải Hoàng Môn Ba Tu Xây, Vườn Tượng Phật, không phải. Yeah, Vườn Tượng Phật mà. Có tượng Phật nằm đó. Rồi, một số mặt hàng khác. Đây, qua đây thấy nó hay hơn. Mấy cái này cho trẻ em chơi. Và đọc nói tiếng Trung không. Bên trong có một số ảnh khá đẹp các bạn nhìn nè. Đó, bạn nào thích nghệ thuật ghé qua đây nha. Có thể treo tranh ảnh thế này cho trong nhà mình. Đây những cái giỏ, những cái túi. Xét về mặt chợ đêm là chợ đêm này không thua gì bất kỳ một chợ đêm nào ở Thái Lan. Xét về mặt sản phẩm nghệ thuật các bạn nha, mà nói là sản phẩm nghệ thuật nha. Đó, về tranh ảnh Phật giáo. Không, xét về em thấy không, cái chợ đêm này đâu có thua chợ đêm Thái Lan đâu. Về những cái mặt hàng về đồ lưu niệm, về nghệ thuật đó. Bán đồ lưu niệm làm từ bơm nè. Tranh Phật đẹp quá à. Tranh đẹp lắm luôn á. Cái này làm mình nhớ về gì không? Nhớ Nan á. Nhưng mà Nan cũng không nhiều được như vậy luôn. Sản phẩm về tranh ảnh nghệ thuật của Nan cũng không bằng được như vậy. Mình đang nói về Nan của Thái Lan các bạn nha. Ở vùng phía bắc của Thái Lan, gần với Chiang Mai. Chợ đêm này thực sự mà nói các bạn đẹp hơn so với chợ đêm ở cố đô Chiang Mai của Thái Lan nữa. Hơn hẳn luôn á. Nếu như Bangkok có nhiều chợ đêm thì chủ yếu là về ăn uống hoặc là về quần áo. Thì về mặt tranh ảnh nghệ thuật đồ, các bạn ghé qua luôn qua Bangkok Lào. Đẹp không? Đó, cái đồ này ghé qua đây coi coi. Ok, yeah. Xuất sắc ha. Nhiều. Thấy khác xa đúng không? Khác xa rất nhiều. Này hả? Này hàng thật hàng giả. Làm từ những bánh bơm trong chiến tranh, trong năm 1975. Rồi cái này thì Việt Nam mình cũng có. Có một ai đó đã nói với tôi nên làm gì đó với những bánh bơm. Cái này làm nhớ về Nam nè. Nhớ có cái hình người nam và người nữ. Wow, mấy bức ảnh đẹp quá. Biết họ trả giá nhiều nữa. Washington, đó hình của Washington. Ảnh đẹp ghê luôn á. Bức này toàn bộ là đồ thủ công mỹ nghệ. Này bán gì đây? Này bán đũa, rồi bán ba cái đồ đựng xôi nếp. Mấy cái đồ này chắc chỉ người Lào mua chứ.
ai mang về để đựng xôi nếp. Rồi. Đẹp ha. Rồi qua đây là sản phẩm những cái dù của Luông Pha Băng nè, đặc thù luôn. Đây các bạn, Luông Pha Băng. Đẹp thiệt. Nó đơn giản các bạn, như là bằng giấy với lại bằng từ thanh tre không à. Quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Rồi, để mình chụp cái hình luôn rồi mình đi tiếp. Tiếp tục các bạn. Wow, mấy cái giỏ này đẹp nè. Về cái họa tiết đẹp. Minh mấy cái giỏ này đẹp nè. Mấy bạn nữ sẽ thích những giỏ này á. Rồi. Mấy cái áo bên trong cũng đẹp luôn, xét về mặt họa tiết. Sao vậy đi? Handmade Lào. Not from China hả? Thao rầy khắp. Nâng. This one how much? Thao rầy. Keep. Tưởng nghe tiếng bà Thái Lan á. Bấm kìa. Mấy cái áo không đẹp quá. Để coi. 120 ngàn kiếp. Mua hai giảm giá. Ok. Cotton hả? 120 ngàn kiếp. Cotton. Ok. Là nhiêu ta? 180 ngàn Việt Nam. Ok, not expensive. Bye. Nhưng 1.5 lên. Ok, we are thinking, ok. Yeah. We thinking. Thank you. Học trai. Beautiful. Yeah. Không biết có đúng handmade của Lào Luông Pha Băng hay không. Mà đúng thực sự là mình thấy không thấy ha. Hình như không thấy. Không thấy. Ừ, mặt hàng quá đẹp các bạn. Nhiều quần áo nè. Dù quá đẹp nữa. Đúng rồi. Thích là thích ba cái lồng đèn thế này của nó. Nó làm nhẹ nhàng đó. 30.000 kiếp. Tính ra giá cũng rẻ. Rồi tiếp tục đi. Chỗ kia nó mở nhạc. Bực mình. Chỗ nào mở nhạc bực mình. Ăn choàng 35.000 kiếp. Cái này là nhuộm tự nhiên đó. 100% cotton. Ừ, mà biết có phải không nữa. 35.000 kiếp là nhiêu? Hơn 50.000 đồng Việt Nam. 53.000. Wow. Khoảng đó. Tính ra cũng được quá ha. Mình nhớ thấy cái màu nó thanh nhã chứ. Mặc dù là nó giản đơn mà thanh nhã. Nhiều họa tiết đẹp chứ. À, thân có thể là. Wow, bên đây sẽ có một số bức tranh rất đẹp các bạn nhìn nha. Hơi lạ. Bàn tay và hoa sen. Và phối màu rất tốt luôn. Đây. Cái này mình chưa từng thấy ở Thái như là vậy. Hình ảnh đẹp quá. Cái hình nó đáng đi mua. Bàn tay và hoa sen đẹp quá. So beautiful. Đẹp quá. Đồng đuôi ghê. Đi ngắm thôi thấy đã mắt luôn đó các bạn. Thực sự nha. Cái chợ đêm ở Viên Chăng hay chợ đêm Văn Viên thì đó với mình không thú. Nhưng mà chợ đêm của Luông Pha Băng là thực sự rất hứng thú. Có nhiều thứ để ngắm. Có nhiều thứ để ngắm. Cái ngắm từ từ. Này mấy cái quần này là của mấy người dân tộc. Ban đầu mình tưởng là mở cái quầy là giống nhau. Nhưng thật ra nhìn kỹ là nó khác hết. Thì cũng nhiên là sẽ có một số cái quầy nó sẽ có những cái phẩm nó hơi giống nhau. Cái họa tiết. Này nó ghi toàn bộ handmade in Luông Pha Băng mà mới có đúng không? Đây. Về cố đô Luông Pha Băng thì các bạn có thể bay từ Hà Nội nhé. Có hai đường để đến đây từ Việt Nam, một là bay từ Sài Gòn đến Viên Chăng, sau đó sẽ đi cái tàu cao tốc đến cố đô Luông Pha Băng đi sẽ khá nhanh, hoặc là bay từ Hà Nội qua Luông Pha Băng. Hướng thứ ba nữa là bay từ Bangkok qua Luông Pha Băng. Đó, kết nối các đường bay. Nhiều nơi họ để giá luôn, công bố công khai cho dễ mua. Cái túi này phối giữa hai cái màu gọi là màu cam đỏ với cái màu đen kia kìa.
những cái màu này nhớ về miền Tây Bắc Việt Nam. Một cái phía dưới thì những cái giỏ này nhìn quen quen. Sao vậy đi? Đẹp quá. Còn một điểm chỗ là tất cả chất liệu bằng giấy các bạn. Giấy thì sợ là không biết bảo quản được lâu hay không thôi, mà nhìn rất là đẹp. Giấy thô sơ. Đây là hình ảnh của Quách Xuyên Thông nè, báu vật của Luân Pha Băng đó. Mình sẽ tham quan nha, sẽ ghi hình cận cảnh những cái họa tiết, hy vọng là được ghi hình được nhiều. Tiếp tục cũng những là cái đèn, người đi ngắm thì nhiều, mua thì chưa có nhiều. Đẹp quá. Dài lắm các bạn, con đường Sisa Văn Vong này, khu chợ đêm dài lắm luôn á. Rồi qua đây đã bắt đầu bán dép nữa. Khách Trung Quốc quá trời. Đây một số con ngựa. Nhìn xuống. Mấy ông nội Trung Quốc là đi chả đi ai, đụng như mình luôn. Xà để mấy người Trung Quốc. Ôi cái này đẹp quá vậy. Đây các bạn nhìn kìa, hoa sen kìa. Nhìn xương kìa. Wow. Rồng. Đẹp quá vậy. Sao bay đi. Đẹp lắm luôn á. Rồi qua này nhớ về mấy cô Hơ Mông. Váy xòe ở Tây Bắc, Đông Bắc. Giống mình hệt như miền Tây Bắc Việt Nam không? Biết có phải người Hơ Mông không nữa. Có cái áo bi lào. Ồ, gì vui quá, cái chợ này vui ghê. Này 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 này, nó có bán xe nè. Xe đạp nè. Mấy cái áo này có màu thanh nhã, tuy nhiên chất liệu áo nhìn nó te tua quá. Có hình của Lào kìa, Luân Pha Băng. Đây là một cái chợ đêm nghệ thuật, tranh ảnh nghệ thuật mà rất là thích các bạn. Từ hồi 2009 mình đã đến đây, giờ cảm thấy nó nhiều hơn nhiều, nhiều hơn ngày xưa. Bán hàng là bán hàng là chơi nha em. Jungle Honey gì đây, họ điện thoại nhanh mở nhạc. Chỗ nào mở nhạc phải sợ rồi, bé nó ngủ trên lưng mẹ. Bán những cái nơ. Ôi bé nó ngủ ngon không? Ngủ ngon trên lưng mẹ luôn. Ngủ ngon trên lưng mẹ luôn kìa. Lại nó mấy ông bạn Trung Quốc nào đi không để ý ai đó. Thiệt là. Mình còn nhớ kỷ niệm mình đi Trung Quốc 2 tháng mùa hè các bạn. Trời ơi, qua bệnh nó đông tổ lời. Nhưng mà Trung Quốc đẹp. Có nhạc không dám bước vô, sợ quá. Đấy. Tranh ảnh nghệ thuật đẹp quá. Bữa có comment đó, muốn đuổi Tùng dễ lắm, mở nhạc lên. Rồi. Ai muốn đuổi mình rất là dễ các bạn, mở nhạc lên mình chạy. Wow, một số những cái túi có đẹp nè, sách nè các bạn. Cực kỳ sắc màu luôn. Cái chợ này cực kỳ sắc màu luôn, tranh ảnh nghệ thuật, mọi thứ, vậy nó mới đẹp đúng không? Đây cái túi này Lào nè, có hình con voi nè, nó cũng khác với bên Viên Chăng. Trời, Viên Chăng nó không có gì hết. Sao nào mở nhạc hoài vậy?
cái bộ đội bé này coi nè. Ừ, đồ đẹp quá. Qua đây là mấy cái này là để cho mấy người dân nấu bếp á. Đầu bếp á. Đúng không ta? Đúng rồi. Đó. Có hình ảnh của voi của đồ. Ủa. Này bán cam 22.000 kiếp. Một đô la là 17.000 kiếp đó các bạn nha. Rồi, lướt qua, lướt qua, lướt qua. Mở nhạc hoài, nghe tiếng nhạc nữa rồi. Quá trời đồng, đồng khủng khiếp. Các bạn hãy đến đây, hãy đến đây, hãy đến luôn Hoa Bằng để xem tranh ảnh này, tác phẩm nghệ thuật ngang. Đồng vui, ngắm thỏa mắt luôn. Bắt đầu nhảy nhảy gì em trọng không? Pillow case, đây là những áo gối. Là pillow case. Đó là nếu mà mình làm bên lĩnh vực bên khách sạn hoặc là yêu nghệ thuật thì những cái áo gối đó cũng sẽ rất là tốt các bạn. Nó sẽ có phong cách hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó sẽ có một cái độ thô nha, mình nghĩ sẽ có độ thô. Muối lào. Ờ. Muối ớt, muối tiêu. Nè muối ớt nè, chili mix nè. Ok rồi. Lào cà phê. Rồi, lào cà phê uống bắt son uống nhiều lắm rồi. Rất ngon. Bộ đội bé nãy hỏi á. 45.000 kiếp. Cũng được. Nói là em mua đi giảm giá cho. Ờ vậy hả? Ở đây nó có giảm giá giống Việt Nam rồi đó. Rồi mấy cái áo nít dài lắm các bạn, cái chợ dài lắm, có thể đi ngắm cả tiếng đồng hồ chắc chưa đã ngắm vài tiếng luôn á. Lẻ thì chắc là nửa tiếng. Ừ. Còn đi mà cà lê như mình á, nãy giờ là lâu rồi. Dám là mấy người kia đi mua nó còn lê hơn nữa. Ý là mình cũng đi lê nè, mình cũng quay rồi. Ngắm chắc dài tiếng chưa hết. Kia, sao bài đi? Sao bài đi? Sao bài đi vậy đó? Ok. Wow, những cái nụ cười rất đẹp luôn. Ở đây. Tiếc một cái là mình đi Lào tới thời điểm lúc hiện tại không có thấy những người dân tộc Lào họ mặc những cái đồ kiểu như là cái miền Tây Dắt Việt Nam, chẳng hạn như là khu Đồng Văn, Mèo Vạc hoặc là khu Sapa, Lào Cai. Không thấy các bạn. Nói sao nó phải nói là cái chợ đêm vậy, cái chợ gọi là phiên ở miền Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam rất rất đẹp, rất ấn tượng. Rồi. Bạn thấy đông không? Khủng khiếp. Ồ, em này em bị lộ lỗ đứt rồi. Sao mặc đồ cho người ta kỳ quá vậy? Tốt không tốt à? Đây, một số nhỏ sách nữa. Cái đẹp nhất chính là bản sắc của mình ha. Rồi mình sẽ có thời gian trở lại các bạn để đi mua đồ ở đây. Ít nhất phải mua một hai thứ gì đó gọi là kỷ niệm. Mình sợ Luân Pha Băng tất cả là 3 ngày. Rồi sau đó thì từ Luân Pha Băng mình sẽ bay về Bangkok mà không bay về Hà Nội. Lý do là vé máy bay từ Luân Pha Băng bay về Hà Nội rất là cao. Có một điểm rất là buồn. Cái chiều bay mà từ Sài Gòn bay đi Viên Chăng hoặc là Luân Pha Băng bay Hà Nội nó rất cao, trong khi mình bay qua Bangkok với Air Asia thì có giá 80 đô thôi. Rồi từ đó Bangkok mình chơi xong bay về Sài Gòn thêm 50 đô nữa. มันคน
đi ngắm dòng người đi xem mua đồ thấy cũng vui nữa. Đó như bạn này mặc cái quần này, bàn tay mấy bàn tay phải mặc mấy đồ này lắm cho nó mát. Mà sao đông dữ vậy, chưa khách được ra luôn. Dài lắm các bạn, dài lắm luôn nha. Rồi, cái áo này đẹp nha. Rồi. Dạ. Số khăn choàng nữa. Nãy đăng ký bán 35.000 kiếp ha. Ồ, cái này có hình con voi nữa nè. Đẹp thiệt luôn á. Nhìn hình dạng khác nhau nhiều quá ha. 560.000 kiếp. Ủa vậy hả? Hết hồn. Ủa, u hồn. Cái chanh đó là hả? Thôi, nó giữ luôn đi. 560.000 kiếp. Trời. Bằng giấy mà 560.000 kiếp. Hết hồn luôn. Cái đó nhiều khi in lại được nữa chứ đừng nói. Mấy bạn tay á. À. Hỏi có họ cũng hết hồn luôn. Hết hồn xong đi luôn. Đang trả giá. 560.000 là gần hơn 800.000 gì vậy rồi. Tại vì sao những cái tranh nó giống nhau á. Giống nhau à. Trời ơi đông quá. Đi nhà đi chưa hết các bạn. Cú kia nó kìa. Yeah. Vẽ tay có thể giặt. Drawing by hand can be washed. Biết có đúng không đó. Ừ. Nó nói vậy thôi chứ biết về rửa ra mà giặt ra cái nơi ra màu chết cha luôn á. Không, cái thổ cẩm này đẹp nè. Họa tiết đẹp nè. Nhìn này đẹp nè. Wow. Này người Lào đi mua rồi. Người Thái đi mua. Ừ. Bây giờ bác mặt hàng này làm bằng máy thiếu gì? Cái này là rất là dễ làm bằng máy luôn. Làm bằng tay mới khó. Đúng rồi. Thì cái làm bằng tay nó sẽ rất là thô. Nó xù xì. Nó không có được gì đâu. Không có đều. Đừng có nghe nó làm bằng tay. Cũng hơn xui mình cũng không biết trình cái gọi khả năng. Bây giờ khả năng bằng tay ít lắm. Thật sự luôn. Nhưng bây giờ cũng là... Bây giờ sản xuất hàng loạt nhiều hơn. Giống như những bức tranh này vẽ coi như nhiều khi biết là nhiều khi có phải vẽ nhiều cái in lại. Ồ này nó vẽ vậy thôi chứ ai biết được. Đang vẽ đó. Bức tranh bốn con voi với quách xiên thông. Rồi bà con Trung Quốc. Anh Lào này mà anh mở thêm cái đường cao tốc với Trung Quốc nữa mà đi xuống được tới Bắc Xế nó sẽ khách nhiều hơn. Thời tiết chút xíu là người Lào dân số ít quá, 7 triệu người. Và họ thích một cuộc sống ở nhàn hạ tự tử cho nên về mức độ phát triển chắc vẫn còn xa lắm. Chứ gặp như Việt Nam là nó khác trời rồi. Rồi đi tiếp. Em thấy cái chợ đêm này so với Việt Nam sao? Ở đông hơn Việt Nam nhiều. Thấy... Ừ. Mình nói một điều công bằng thế này là chợ đêm ở Việt Nam mình từ Cà Mau về Cần Thơ, Sài Gòn lên tới Nha Trang, Đà Lạt lên tới Hội An, Huế, Đà Nẵng rồi ra tới Hà Nội lên tới miền Tây Bắc. Thôi trời ơi, chợ đêm chán phắt, nó buồn dạng như nó không có nhiều sản phẩm á. Cả cái chợ đêm ngay trung tâm Sài Gòn cũng vậy. Ừ. Nữa, chứ đừng nói là mấy cái gọi là toàn là bán ba cái đồ gì đâu không. Lặp nhau lặp lại có một cái khuôn. Mấy cái hội chợ ở 126 các bạn 8 á, qua đi quận lại bán mấy cái áo thùng màu bán 189. Gọi là nghèo nàn, sản phẩm rất là nghèo nàn. Rồi đây đi nhìn đã quá. Rồi lại bà Trung Quốc này nè, bà đi bà đụng mình hoài à. Cái chợ đêm Luang Prabang này mà nó thực sự là các bạn là nó hơn hẳn luôn nhờ nhiều chợ đêm ở Thái á, về mặt sản phẩm nghệ thuật á, tranh ảnh đồ đi vui ha, nhiều cái muốn mua ghê. Không này là muốn mua nè.
Tại vì nhiều đồ. Ê, cái đồ này là con quỷ sang mặc không được. Sang lớn lắm rồi, sang ở trong kìa. Con cô bé bé quy quy. Nãy giờ đang đang mua nè. Cái bộ em bé gì dễ thương quá trời. Rồi, mấy bà diễn tập xong mắc đội diễn tập. Oh yeah, đừng mở nhạc. Rồi, sắp hết giờ đêm. Hả? Ừ, nhìn nó dễ thương đúng không? Okay, nhìn ra hay á. Rồi, như vậy chúng ta đã đi hết khu vực chợ đêm chuyên bán về quần áo, đồ thổ cẩm rồi tranh ảnh nghệ thuật các bạn, rất đẹp nha. Rất đông và vui luôn, có thể gọi là ngắm mình nghĩ á, mình đi quay video nãy giờ quay chậm cũng hơn nửa tiếng, các bạn có thể đi vài tiếng đồng hồ để chơi nếu thực sự các bạn yêu về nghệ thuật. Ra tới khu vực ngoài này bắt đầu tới hàng quán ăn uống sinh tố. Thôi về đi kiếm chỗ ăn, ăn tối đau bụng rồi. Đây cũng là cái khu để xe luôn các bạn, giờ phải đi ngược trở lại rồi. Ủa cái bên phía tay trái bán đồ ăn nè. Thôi đi ghé qua chỗ bán đồ ăn trước đi. Còn nó bán gì không bệnh. Đề nghị quý vị không có bỡ nhạc nghe không. Ủa đông ghê á. Ủa bên kia bán cái gì quá trời. Nghe tiếng nhạc nữa rồi. Mình bước vào khu ăn uống nè. Đông quá không. Tôm dâm buffet chay. Wow, cái mùi thơm dữ vậy. Vài mùi thức ăn các bạn nha. Mùi hoa đó, mấy cái hoa nào ở đây thơm quá. Rồi, lướt qua để coi. Tôi ăn bánh dừa, định mua bánh dừa ăn dưới. Vậy hả? Đây bán sinh tố nè. Có trên lầu nữa kìa. Ok. Cái này có 20.000 kiếp bán gì đây? Noodle soup. Ờ, khao xôi kìa. Khao xôi này sẽ khác khao xôi của bên Nam với lại Chiềng Mai nha. Nghe nói là khao xôi của Luân Hâm ăn sẽ không có nước dừa. Rồi, khao xôi để bữa nào ăn. Các bạn có nhớ mình quay khao xôi ở Chiềng Mai không? Và khao xôi ở bên Bangkok, Thái Lan không? Ngon các bạn. Điểm đó là khao xôi tôm nan. Ờ, ngon á, thật sự ngon nha. Rồi, cũng bán ba cái món này nữa. Ê, có cái món nấm đông cô nướng rồi Minh. Ê, ăn nấm đông cô nướng được á. Nấm đông cô kìa. Mình bán nhiêu nữa. Ờ, nước thơm lắm á. Wow. Không biết nó có cây không nữa. Mua nấm đông cô ăn đi. Ok ok. Qua đây nấm đông cô tiếp. Trời, nó đông dữ vậy. Đây, bên đây cũng vậy luôn. Đủ thứ rau nướng. Này không mực nữa chưa? Bí cá cung mực bán gì biết đồng gì và dương ghê. Mà không được thảo như này nữa. Noodles menu. Ở đây bán chỉ có 25.000 kiếp thôi. Hơn 1 đô cho các loại mì. Có cả hoành thánh nữa. Giá mềm các bạn hả? À, cho nó cái mình đút qua nha các bạn. Rồi tteokbokki rồi chắc vậy hay là cái gì đây? À, rồi tteokbokki rồi. À, tteokbokki. Wow, cái mùi nghe cay dữ rồi. Kimbap. Cái này ta dim sum ha cạo. Cái gì đây? Ủa này nó cũng đông vui hơn. Cậu vui cậu cười đó. Thật ra chợ đêm mới được vậy nó đỡ hơn ngồi cái chợ đêm. Mặc dù đồ ăn thực tế thì cũng phải gọi gì là xuất sắc. Này có tôm, có ghẹ, có mực, có sầu huyết.
mặt hàng này thì bên Thái, bên Việt Nam mình ngon hơn, đồ tươi hơn. Ở đây nó bán sashimi, lộn, sushi. Sushi thì vào. Roti này người Ấn Độ à. Lại bánh chuối. Bên đó là roti vậy. Đông quá, giờ đông không? Chiếc xe nước đi qua hết chỗ luôn. Sao bước qua đây? Ê, hey, này có bán mì xá xíu, hoành thánh, barbecue. Ồ, oh, nghe mùi thơm ý. Rồi, 25.000 kiếp cho cái món gì đây? Cơm với lại khao khăm mũ, hồi lộn. Dạ, khao khăm mũ. Sao vậy đi? Món đùi heo quay các bạn, 25.000 kiếp tính rất mềm á. Một lần nữa là 1 đô la là 17.000 kiếp các bạn nha, hôm nay tỷ giá. Rồi. Đây là hết khu vực ăn uống của chợ đêm cố đô Luôn Pha Băng. Rồi đây là bán gỏi cuốn rồi nè. Bán nước dừa. Gỏi cuốn này cũng ngon quá ha. Chả giò. Chả giò bên Lào cũng ngon nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bánh khoai mì hả? Không phải mì, bánh giống bánh tầm á. Ờ ok. Còn bánh tầm là khoai mì với còn gì nữa? Cái gì hả? Ừ. Có dừa với lại cái đường. Ok. Rồi thôi đi ăn gì nấm đông cô nướng các bạn. Ôi cái này chả giò nè. Đúng nè, gỏi cuốn chả giò nè. Có đủ luôn. Nó bán nhiều cái. Nó hết trong chút đây. Kinh nữa đi bò. Rồi. Quay trở lại mua nấm đông cô ăn các bạn nha. Mua hai cái nấm đông cô với lại thanh cua đồ có giá 35.000 tiếp. Để coi còn hỏi ăn như thế nào nha. Nó sẽ có vẻ cá ớt vô rất nhiều à. Nó sẽ cay. Không cay, không phải là Lào Thái. Oh yeah. Ở đây khi mua xong họ sẽ đưa cho một cái cây. Nó có số. Đây số 8 và không có chỗ ngồi. Nó đông như kiến. Chắc đứa này đứng lộn. Đâu có chỗ ngồi đâu. Dành chỗ ngồi đúng rồi. Thậm cây đứng luôn đó bạn. Rồi đợi ăn thôi. Cô này thực sự họ nướng rất ngon các bạn, mùi thơm nha, vị cay cay, thêm phần mè nó ngon. Khuyến khích các bạn ăn phần này nếu các bạn thích nấm đông cô. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.